trên lĩnh vực an ninh trật tự. Chiều hôm qua 1 tháng 3, Công an huyện Đức Trọng cho biết hiện đang tạm giữ 2 xe và 16 mét khối gỗ vận chuyển trái phép mà lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ. Trước đó, vào 22 giờ đêm 28 tháng 2, lực lượng Công an Đức Trọng đã phát hiện xe tải mang biển số 49C12520 do Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1990, hộ khẩu Lộc Phát, Bảo Lộc điều khiển, cùng với Hà Xuân Du, sinh năm 1988, thường trú Đa Phú, phường 7, thành phố Đà Lạt, đang chở gỗ trái phép trên xe. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành yêu cầu dừng xe kiểm tra sơ bộ và đưa về cơ quan công an huyện xử lý. Tại cơ quan công an huyện, Lộc và Du khai nhận được chủ xe là Phạm Ngọc Lê, sinh năm 1988, thuê điều khiển xe 49C12520 di chuyển từ Chân Đèo, Bắc Bình, Bình Thuận lên Lâm Đồng. Khi xe vừa đến địa phận xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng thì bị công an huyện bắt giữ. Qua kiểm tra xác định chủng loại gỗ, cơ quan chức năng xác định trên xe có hơn 10 mét khối gỗ đã được xẻ hộp thuộc loại gỗ bằng lăng, gỗ dầu cùng một số loại gỗ khác chưa rõ nguồn gốc. Cũng trong đêm 28 tháng 2 vào khoảng 23 giờ, công an huyện Đức Trọng cũng thu giữ một xe không có biển số đã được người sử dụng độ chế cải tiến để chuyên chở và kéo gỗ. Trên xe đang chở trên 6 mét khối gỗ chưa rõ chủng loại. Khi bị lực lượng chức năng dừng xe, tài xế điều khiển xe đã bỏ trốn. Phương tiện cùng tang vật thu giữ đã được đưa về trụ sở công an huyện và đang tiến hành mở rộng điều tra. Từ năm 2010, thị xã Bảo Lộc được nâng cấp thành đô thị loại 3 và là thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Như vậy, qua gần 120 năm hình thành và phát triển, vùng đất này luôn giữ vai trò trung tâm của vùng, cả về mặt chính trị và kinh tế.